ngân chuông, đến con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là môi tớ tin chung, khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung, khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.